Chào mọi người nha, thì hôm nay bên xưởng của Mộc đang sơn cái mẫu hàng này, thì Mộc sẽ quay cho mọi người coi nha. Cái mẫu này gọi là gỗ lim đen, hay còn gọi gỗ là gỗ muồng tím, gỗ me tây, thì đều là loại này nha. Và đặc thù của cái loại gỗ này là bông vân cực kỳ đẹp luôn. Và cái bộ này là tay 11, nghĩa là cái tay cột ghế nó là của tay 10 thôi, nhưng mà cái dáng ghế thì Mộc làm cái dáng của bộ tay 12 nên Mộc gọi là tay 11 đó. Và bông vân này mọi người để ý này, bông vân tự nhiên 100% nha. Và một bộ như thế này là sơn hoàn thiện là giá chỉ có 14.500. Mộc sẽ miễn phí giao hàng tận nhà khách Bạch Kinh 40 km. Giao hàng bạn nhận hàng, kiểm hàng xong sẽ nhận thanh toán, còn hàng hóa không đúng hoặc không giống thì bạn có thể gửi lại cho Mộc được nha. Và cái bộ này ấy là chất liệu như Mộc nói lại nha, chất liệu nó là gỗ lim đen hay còn gọi là gỗ muồng tím, gỗ me tây, và là loại gỗ muồng tím 100% nha. Là cái chất gỗ của nó là 100% là loại gỗ này, không pha gỗ khác. Và đặc thù của cái loại gỗ này là bông vân rất là đẹp luôn, mọi người để ý ấy, vân này là vân tự nhiên 100% nhé. Nó vân như theo kiểu gỗ mun sạc luôn ấy, nhưng mà nó không phải thuộc dạng là gỗ quá quý hiếm, nó chỉ thuộc dạng gỗ tầm khá thôi. Nếu mà cái loại gỗ này ấy, thì nó so với gỗ chèm rừng ấy, thì như cái mẫu này chèm rừng lõi ấy, như hôm qua Mộc quay cho mọi người coi ấy, thì chất gỗ nó ngang ngang theo kiểu gỗ đó. Thì nếu mà gỗ chèm rừng lõi ấy, thì nó được 10 ấy, thì thằng này nó chỉ được 9 điểm thôi. Tại vì cái gỗ này ấy, bản chất của gỗ nó không cứng bằng cái thằng chèm rừng lõi, nhưng mà được cái là bông vân nó đẹp, và nữa là cái gỗ nó ít co rút hơn, nghĩa là cái độ co rút gỗ ấy là nó ít hơn. Thường cái này Mộc phơi khoảng cỡ 2 tháng là nó khô rang rồi. Đó. 2 tháng là từ lúc mà mình làm xong là mình để sản phẩm hoàn thiện nhá. Còn nếu mà từ lúc cắt cây ấy, mà cho tới lúc làm như thế này cũng phải tầm khoảng 5 tháng. Đó, và đây là thợ mù Mộc đang quét lót lên nhá. Đây là Mộc đang lên 2 bộ, thì giao cho khách ở bên quận 6 với bên Thủ Đức. Đây, hôm qua Mộc có giao rồi. Thì nhiều khi khách ấy cũng đang có thêm 2-3 khách nữa đang đặt mẫu này, nhưng mà mọi người cũng phải thông cảm Mộc là nhiều khi là làm lên đơn hàng không có kịp. Khách hàng nào đặt trước ấy, thì Mộc sắp xếp là Mộc giao cho người ta trước, còn khách hàng nào đặt sau thì Mộc sẽ lên hàng về giao sau. Chứ nhiều khi mới đặt hàng mà cứ một số mẫu hàng như Mộc làm không có kịp á, thì nhiều khi hối quá Mộc cũng không có làm được, mà làm nhanh thì nó lại không có đẹp. Còn đây là cái mẫu này cũng là mẫu lim đen luôn, nhưng mà nó là tỏ nghe tai nghe. Cái này cũng là tay 11 luôn, nhưng mà giá của nó lại là 18.500. Thì vì sao mà nó lại mắc hơn? Thì bởi vì mọi người để ý là cái tó của con nghe này nó cao hơn, và dưới tay ghế của nó là nó có thêm con lân, và cái viền ghế ở dưới là Mộc chạy nổi nữa. Như chẳng hạn như cái tay ghế là dưới con lân thôi, mình bạn cứ tưởng tượng là một con là 200.000 một con thôi, thì một bộ ghế 6 con là nó ra là nó mắc hơn là 1.200.000 rồi. Nên một bộ ghế cái nét chạm nó mình chạm nhiều hơn, hay là mình làm tó cao hơn, hay là làm cái mặt nó dày hơn, là giá nó khác nhau rồi. Còn nếu mà bạn muốn mà xài mà cũng là gỗ, gọi là hàng cùng một chất gỗ, nhưng mà bạn muốn gỗ tốt ấy, nhưng mà bạn muốn xài loại gỗ tốt nhưng mà giá rẻ, thì mọi người cứ lưu ý là bạn mọi người lựa mua các mẫu hàng gọi là kích thước nhỏ, hoặc là cái dáng tay ghế nhỏ, là cái giá nó rẻ. Còn nó mắc hơn ấy, như nó mắc hơn là bởi vì cái tay, nếu mà nó mắc hơn thì bởi vì cái tay ghế nó to hơn, cái chân ghế nó bự hơn, nó làm dày hơn thì nó mắc hơn. Nhưng mà về bản chất gỗ á, và cái độ bền của nó, thì nó hàng 12 hay hàng 10 hay hàng 14 ấy, thì nó như nhau hết. Như chẳng hạn như bạn để ý là cái bộ tay 10 gỗ lim này đi với bộ tay 12 gỗ lim, về bản chất gỗ này nó cùng một loại gỗ thôi, nó như nhau, nó không khác gì hết, nó chỉ làm bự hơn thì nó mắc tiền hơn thôi. Còn nếu mà bạn muốn xài cũng xài một loại gỗ quý, gỗ gõ đỏ, nhưng mà bạn muốn mua giá rẻ thì bạn xài bộ tay 8 hay tay 10, thì cái giá của nó cũng rẻ. Còn trừ khi bạn muốn mua, bạn mắc tiền, bạn xài cái bộ bự hơn thì nó mới mắc tiền hơn thôi nha. Còn chứ nếu mà bạn như mong nó là muốn xài mà hàng gọi là muốn giá rẻ thì mà xài gỗ tốt, thì bạn cứ cân nhắc xài các loại gọi là tay ghế nhỏ,
Nó là cái giá về cái bản chất gỗ và độ bền của nó này nó cũng như nhau thôi. Đó. Và bộ này là bộ tay 10 tó đèo. Lúc ấy là trong xưởng mộc sơn thì sau khi đó là mộc sơn xong rồi nha. Đây xe thợ đang chuẩn bị chất hàng cho khách. Và bộ này là sơn xịt hoàn thiện. Giá là 14 triệu 500. Và mộc quên nhắc lại là cái mặt bề mặt ghế của nó là gỗ lim đen. Dày nguyên tấm 2,2 phân. Và nó rất có giá trị theo thời gian nhé mọi người, như chẳng hạn như cái cây gỗ lim đen này mà bạn biết là 50 ngang mà 50 với 55 ấy là nó phải sống 4 50 năm rồi nó mới có được các đường kính mà tay bự như vậy để mình làm mấy cái mặt bề mặt ghế này nha. Đó và bông vân này lên rất là đẹp luôn. Và đặc thù của cái thằng gỗ này thì nó ít con ngót. Nó ít con ngót hơn so với cả các loại gỗ rẻ tiền ấy. Đó. Gỗ này thì nó thuộc dạng gỗ tầm khá thôi thì mộc cho nó khoảng 7 điểm. Đây, một bộ ghế rất là đẹp luôn, giá trị 14 triệu 500 nhá. Và cái bộ này bạn có thể xài 3 40 năm là vô tư nhá, tại vì nó là gỗ tự nhiên. Thì mộc nói là gỗ tự nhiên ấy thì bạn xài ấy, về bản chất bình thường gỗ tự nhiên xài rất là lâu. Nếu mà nó ghế nó xài ấy, thì bạn nó sẽ co rút theo thời gian, nhưng mà bạn xài khoảng 3 năm đến 5 năm là bạn sơn lại. Thì cái gỗ co rút là mình không có chắn được, nhưng mà khi mà bạn xài là nó co rút xong mình sơn lại thì nó sẽ hết. Đó là bạn xài từ đó về sau là bạn xài hòa luôn, xài 3 40 năm là nó không có hư nha. Đó. Một bộ lim đen tay 11 tó đèo tay thường. Giá 14 triệu 500. Là mộc nói lại là mộc sẽ miễn phí giao hàng tận nhà khách bán kính 40 km. Còn như mộc có giao về các khu tỉnh thành xa là cách 3 400 cây á thì giao về đây thì mộc sẽ lấy thêm phí là 300 đến 500 tùy khu vực. Thì bạn đặt hàng thì bạn cứ cho mộc thông tin ấy, thì sau đó thì mộc giao hàng tận nhà cho bạn. Đấy, bạn nhận hàng kiểm hàng xong sẽ nhận thanh toán. Còn hàng hóa mà không đúng thì bạn có thể gửi lại cho mộc được nha. Rồi. Chào mọi người nha, nếu mà thấy clip của mộc hay và các sản phẩm của mộc đa dạng thì bạn có thể cho mộc một lượt đăng ký kênh nha, để theo dõi các mẫu hàng tận làng nghề của mộc. Chào tất cả mọi người.